Chị bị lưu bút ben đỏ á. Bệnh này nó kiêng nắng, kiêng ánh nắng. Kiêng ánh nắng trực tiếp luôn đấy. Là nếu mà mình đi ra ngoài mà nó nắng quá là da nó đỏ lên đấy thì nó bệnh nó sẽ nặng lên. Cho nên cái này là phải kiêng nắng. Dây gần đây thì nắng nóng rất là nhiều, cho nên là tình hình bệnh nhân đến thăm khám cũng có tăng thêm. Và đặc biệt là một số những trường hợp, những bệnh lý liên quan tới cái mùa nóng của chúng ta. Ví dụ như những bệnh lý về những cái viêm cái nang lông, viêm da tiếp xúc, hoặc là những trường hợp bị tăng sắc tố. Bỏng da do nắng thì thường xảy ra. Tuy nhiên tùy theo độ nặng mà bệnh nhân có đến tới bệnh viện để thăm khám hay không. Và trong trường hợp bệnh nhân bị bỏng da mà do nắng mà kéo dài, bệnh nhân cảm thấy khó chịu quá nhiều thì bệnh nhân nên đến bệnh viện để thăm khám.